Cô ngồi đây bán cái gì đây? Này bán cái này à? Đây à? À được. Đôi ẩm tích này. À riêng riêng thì nó còn rời đúng không? Trồng trồng cái đít đấy nhỉ? Bón cái đít mà. Bón ở trên, bón trên xuống. Ngọc Mai chơi treo là được. Chơi treo, chơi ban công. Bao tiền cây? Cây này cả bộ là 1 triệu. À cả bộ cả giá còn luôn. Đọc cái này là 800. À được cái tích là 800. Vâng, cái này 200 nghìn. Không. Anh mua chơi ban công chơi chung. À đâu, đang giới thiệu anh em mình ở đâu đến đấy bác? Dạ. Mình ở đâu lên đấy? Nghe em ở chung cư mà. Thì em ở chung cư Nam Cường đấy. À đấy. Em làm trên chung cư đấy. Trên này thì còn là chúng ta để bán. Dạ. Ngay sau này mang ra đây bán. Đây đến cùng anh em nhà vườn thì em có vườn riêng nhưng mà vì nó ở Thái Bình ra. À, mang ra đây bán cho vui. Bắt đầu số em đi vào đây tí nữa không có gì. Em là 0988 806 881 881 cái tên Thành. Số Nam Cường kia. Vâng. Số Nam Cường Dương Nội. Ok. Đây nào mà chú chung cư đấy. Nghe hay đấy. Facebook em là siêu thị cây cảnh. Gì cơ? Siêu thị cây cảnh. Siêu thị cây cảnh. À, chắc nhiều đồ này nhỉ. Nhiều nhiều tất cả các loại luôn. Vườn ở Thái Bình. Nghe. À, cái này là chung cư nào mà chung cư đấy? Chú có khoan cái lỗ em thích. Đấy khoan cái lỗ. Nó kiếm được mấy ấm cổ kìa. Anh ấy có đi. Có nhưng còn bạn anh em lại giá khó. Không, đừng làm một làm cái nhất. Anh đi mua cái giá ở cái ấm màu hồng này ở trong đây nhá. Anh làm mua một, hai cái thôi. Cả triệu luôn, 500-700 luôn. Nhưng mà đem lại em bán nữa. Không phải là mình làm đôi cái cho VIP thôi. VIP thì lại khó nhưng mà lại không mang ra đây. À đấy, có gì. Vì các bạn bán đây đâu được. Đúng. Mang chợ em biết em có cây mai đâu cái chợ mất 620.000 rồi bán được 1 triệu thì có phải nếu bỏ cây đã bán được 500 rất dễ dàng phù hợp cái không gian nhỏ rồi chào mừng bác có mua hai cây này cả à có tất cả cây này nhưng mà hai cây này thì em mang ra dấm bột thì bao nhiêu tiền dấm bột em anh công hay mang cái gì đi một cái vừng một cái xanh đằng sau thôi một cái vừng à cái nhỏ vừng bao tiền đấy nó lăn giá 4 triệu bán thật. À đây thì. Ừ. Thì bao nhiêu thì bán? Ở chỗ nó 5 triệu nhưng mà nó... À 5 triệu thì bán à? Tính đâu mà được cái loại này. Ừ, giờ Lục Vân bán không? Không, cháu không mua được cái giá này cô, để bảo cháu bớt ít thôi mà. Lục Vân bây giờ mua là đang được rẻ. Nếu mà cô này tôi rẻ thì cô 5 triệu không thôi. Dòng này nhiều hoa, dòng lá tròn này nhiều hoa. Lá tròn này nhiều hoa. Sụt. Nhưng mà để cô đi tìm mấy đã tìm cái áo nào. Đi 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 đi. Vừa. Vừa có chiều ấy quá. Quá nhiều luôn. Làm cái ăn to thả nước. Cho nhiều hoa. Đấy. Ăn sớm thì vui. 500 đấy. Mỗi được có 50 gọi là lấy kiếm tiền. Ờ, bụt ta đấy nhỉ? Dạ. Lâm bụt ta đấy. Dạ vâng. Dạ đấy. Nóng cái lọc lá về nha. Còn có chi phí. Được vui. Anh em biết là alo lộ. 150 còn mất cả cái tiền đấy. Có khi mình sắp tới mà mang ít ra đây bán cho vui. Đúng rồi, anh cứ tin ở đây cuối tuần thôi. Em đây là cứ phiên chợ mà đúng ngày nghỉ thì ra. Còn không thì không ra. Ở đây chơi tôi không bằng cây. Bác công tác bên nào? Em làm bên tài chính kế toán. Được. Thứ bảy chủ nhật nghỉ thì ra mang cây anh em cho vui. Còn nếu mà không thì ngày nào qua đây, đi làm đi qua đây. Ví dụ hôm nay là không về ngày thứ bảy, nó là ngày thứ sáu ngày thì ra đây ngồi uống nước anh em là mới đi làm. Ok bác. Dâm bột. Và để chung cư mà cây cũng tốt phết nhỉ? Và chung cư nhà chỗ này lại còn chỗ ấy đấy, cái chỗ để điều hòa đấy. Thơ đáo không phải là ban công to đâu. Cái lô ra cái ban công to đâu đẹp nữa. Nam Cường nó không có cao tầng lắm. Được. Có 25 tầng. Đó vâng nhá, để sang bên này cả. Này bán mất rồi, 5 triệu, 4 triệu rưỡi. Đẹp. Này. 3 tầng đẹp. Lô quần đang rẻ. Mua được. Đang hoa đang mùa hoa rất là hay. Cảm tích treo chụp quanh chỗ ở dưới món ở trên. Đấy, làm bộ
quanh cây nhỏ nhỏ đúng không? Rót nước phân để dây xuống. Rót nước sôi đây. Nước sôi vào pha trà chứ. Đấy, trà có hoa đấy. Đấy nữa có quả đấy. Để lên cao đẹp lắm, để trên cái này đẹp hơn. Những cái ấm này ấm hồng kia anh vào kia được mua ấm hồng nó đòi 500-700 rồi, 1 triệu rồi. Ấm hồng thế nào? Đời còn có chứ, còn có một cái cũ. Bây giờ chỉ có chứ có về quê đi kiếm hay là có. Nó có nhiều đâu mà đây này, nếu ai mua bán thôi mới vẫn chơi mà. Chưa ông nào mà còn chắc cũng tập vỡ hết rồi. Dạ. Dạ còn mấy. Ăn cho nó vui. Hay. Quan trọng ra đây gặp anh em cho nó vui. Đấy em cũng cố gắng không nào phải tranh thủ ra đây ngó tí. Bác cứ đang ngày nào mình về ra đây cho nó vui. Rồi cảm ơn bác nha. Sang đây cả. Lâu lắm mới gặp Hiền huynh. À. Huynh à? Lâu lắm mới thấy lên thăm thủ đô anh. Anh ở nhà bắt triển khai những cây hàng Tết. Con này là bao nhiêu đây? Bưởi hàng Tết sớm thế. Chị ơi làm cái bưởi cảnh thì bây giờ là bắt đầu phải ấy rồi. À bưởi à? Xong có lên đây bán bưởi không? Có chứ. Hay là bán được quê? Bán được hết ở vườn thì không phải mang đi. Cái này là bao nhiêu? À, cây này của mình thì 3,5 triệu. Lá nhỏ tí nhỉ, điền ấy. Và năm điền và mịn lá bé trời. Hôm nay mà không bị thì tuyệt vời nhỉ. Sao nó vén đấy. Vén được. Điền này thì nó vén. Vã phân vào. Tổ này thì bây giờ cho ăn. Nay có mỗi cây đấy anh. Có mấy cây anh bán đấy, còn có 2 cây. À bán rồi. Sáng sớm đã mở hàng thế nào chưa? Sáng bán 3 cây rồi. Ôi, nhanh thế. Cây đẹp à? Đẹp à? Cây gì đấy? Là toàn đồ bonsai thôi. À, nhỏ nhỏ hơn loại này gì? Cây này nó già, lá bé nhìn sướng. Ừ, đẹp bộ răm. Đẹp. Lá bé, con tít, điền đấy, đúng không? Điền xịn, nó mới tá được nó như này rồi. Chất tiền chất chậu lâu năm đi, lá nó không ấy được, cây chất chậu lâu năm nó giá được nhiều. Được về nuôi bỏ thả ra ấy vậy, chỉ có thả ra cái không, con này cứ như này xong là thay sang một cái thống không, ý là cứ phải vã cho bệ nó lên cái đã. Đúng rồi, để cho nó nở bệ. Được, cây tương lai. Rồi, xin chào cả nhà bonsai nhá. Rồi. Chào anh. Cả nhà vẫn nhớ anh ấy. Ok anh, để em xem cây bên này. Cái này sáng này thay cái am này ra cho nó. Rồi. À rồi. Xuống cái mua bên kia đúng không? Đấy, cái này thì bao nhiêu? Tròn. Đấy, cái này thì 2,5 triệu. Ok anh, cái bên này là chắc của Trung Châu rồi. Phiên chợ Vạn Phúc cuối tuần ngày chả nhớ là ngày bao nhiêu nữa. Ngày 28/9, mình nhớ ngày âm là ngày 30 thôi. 30/8, mai là 1 rồi. Đưa các bác một số cây thì hỏi giá và một số cây thì thôi, không nhiều lắm. Phục khí chợ, các bác thử phục khí chợ cho vui thôi, chứ bây giờ ai cũng hỏi số nó cũng mệt. Mà tôi hỏi số ở đây đều có hết cả những cái video trước thì anh em qua thông cảm. Hưởng không khí chợ thì các bác nha, mua thì ra tận nơi. Tài Phát Lộc gì đây. Mai đây là của Trung Châu rồi, chả biết chạy đi đâu, chắc uống nước. Đây này có ông Tích này thì hồng mai người ta làm cái này khá là nhiều.
chung ở Hà Nội thì chưa thấy mấy. Nên là kiếm một cái cốt đẹp tống ở đây thì hơi khó. Còn chỉ khó nuôi thì như này treo co lắc này. Vâng, đây ông công vừa bán rồi. Sang nhà, gian hàng của ông Dương.